Lên mùi mì chai đang còn phải nè. Ui mở. Nó có lật chứ hết á. Còn phải à, lên mùi mì chai, mì chai khám ấy, còn phải nè. Có bà khôi nè. Mì chai khai cái nè, lên mùi chai khám đó, còn phải nè. Mà mở nó bạch mọt nó con. Ui, mà chào mặt lên á, mãi dụi nếp áo nha con á. Ôi hạt chi à? Ừ, chào mặt nè con á. Lên mùi mì chai á. Chạm lên nó cái nát. Pilih ada angkui, pilih ada angkui. Lên mùi mì cháy, mì cháy khám mà nó không phải á. Hả? Slow pay nó cái thợ bạp à. Hả? Slow pay cái thợ bạp hai. Bạch mọt bạch ấy mà. Chưa con. Hả? Ủa chưa hết con. Hả? Bố nó bên nào này. Nó nó bên ao ao pay cái mì cháy thợ bạp mòn. Chào mạng liệp ai nhá. Ai hát chi à? Chà. Năm liệp tập bãi thế con. Liệp mặt ổn còn ai nữa hả? Chọn nhắm cái anh nhắm mày cắt nếu mà nó chết khơi nhắm mày hả? Nó chết khơi nhắm mà rồi mờ mờ mặt được anh được cái này mặt đây khó lên trên đi. Nói xem chưa con
mà con đẹp ai hạt chia nó con á mọt đang á mình nhắm thế nó đâu đẹp tí tiện ai hạt chia chủ đội sạn hạt chia nó con á quen mọc đất tích dần được sao chưa con nghe chưa hoàng có mày cả hai được đấy anh vui slow pay nhưng cái thợ bàn chẳng anh một lần á à. Ừ, được một anh ơi cái vô chlo đó nè và đây khác nè nhưng một lần chạy bìa dày có ba vô cú lưu vơ tôi bê tinh chân nét máu sạch máu thuyệt ông pi à dây có thuyệt pi này có thuyệt pi này nên ra các bạn ăn uống được một cái này hay thế nhá thu con tích và quên chân lên tích